chào các bác. Ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các bác một cái bộ dàn karaoke nó đạt được rất nhiều tiêu chí. Thứ nhất là rất là hay, thứ hai nữa là rất là đẹp, và cái thứ ba nữa là giá lại là rất rẻ. Bộ dàn karaoke ngày hôm nay chỉ có hơn 20 triệu đồng thôi. Và đây là sản phẩm mới nhất của năm 2024. Mình giới thiệu cho các bác ngày hôm nay luôn. Ở bộ dàn này thì nó có thể chơi đa năng, hát karaoke cũng được, nghe nhạc cũng được, DJ remix được, và các thiết bị ngày hôm nay lại đồng bộ cùng một hãng, cùng một thương hiệu, nó rất là nhỏ gọn và đặc biệt là chất âm tuyệt vời luôn. Đi vào chi tiết bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Gồm có 4 thiết bị thôi. Và đầu tiên nhân vật chính là một cặp loa C12 phiên bản bass 30 chép kèn. Và phiên bản này là phiên bản cải tiến của năm 2024, và phiên bản là màu đen luôn. Trước kia có cái phiên bản màu gỗ thì phù hợp với không gian sáng màu, và một số anh em thì không gian tối màu thì sẽ thích những cái phiên bản màu đen này nhiều hơn. Đấy thì tùy theo lựa chọn mỗi người. Và với phiên bản này thì bên ngoài nó sử dụng là một cái e-căng bằng thép, và cái màu này nó hơi trầm một tí, đúng không ạ? Nó có một tối màu nhưng nó màu trầm. Và phía trước thì có logo Weeworld ở chính giữa đây. Ở đây là tem bảo hành chính hãng, và đây là tem nhập khẩu bảo hành vào 1 năm. Làm chính hãng. Cái phiên bản này thì nó khác biệt một chút so với phiên bản trước, đó là cái bát 30 này thì nó có cái dập chìm logo ở chính giữa cái nón loa, và cái vành vàng thì vẫn được giữ nguyên, cái họng kèn vẫn được giữ nguyên là màu vàng. Phiên bản này sử dụng bát 30 và chép kèn. Cái dòng loa full thì với những anh em nào mà là một người thích hát, thể hiện cái lời ca tiếng hát giống như kiểu mà chúng ta đang hát ở trong một phòng hát ấy, hát kinh doanh ấy, lời ca tiếng hát sáng nó bay nó ngọt ngào ấy, thì được lựa chọn loa full. Đang là một trong những cái xu hướng chơi karaoke tại thời điểm hiện tại. Loa full thì nó sẽ nổi trội hơn và biểu diễn những dòng nhạc karaoke rồi hát hò nó rất là sướng, nó nổi bật so với cái nền nhạc, và nó hát hay hơn so với những dòng loa nó làm. Chắc chắn một điều rồi, nếu mà hát karaoke muốn hay thì chúng ta sẽ phải chọn loa full, loa bass 30 và chép kèn như này này, hoặc là bass 40 chép kèn thì tùy theo công suất. Với những dòng này thì nó thiết kế để đánh trong gia đình từ 15 cho tầm 50 60 mét vuông cũng vẫn ok, chỉ cần duy nhất một đôi thôi. Công suất từ 600 đến 1200 watt một thùng, tới một cái công suất như vậy, và cái độ nhạy rất cao đến 96 dB, trở kháng 8 ohm, anh em có thể ghép với bất kỳ âm đi nào cũng được. Và cái góc phủ của nó rất là rộng để chúng ta có thể nghe trong không gian gia đình, và đặt ở đôi loa trên tủ kệ và ngang tai nghe là hay nhất. Nếu mà một số anh em mà không có chỗ để thì chúng ta có thể mua có thêm cái chân này. Và quay về phía sau, cái thiết kế của nó thì chúng ta sẽ thấy được là nó được phủ một cái lớp simili màu gỗ nhưng mà màu đen mờ, đúng không? Nhìn rất là đẹp, rất là mượt mà. Và đây thì có hai cái ốc trời để chúng ta có thể treo trên trần nhà tùy theo. Nhưng mà với cái thiết kế của nó thì nó rất là điềm đạm, rất trang nhã, đúng không? Và thiết kế thùng vát, thì thùng vát này nó có chất âm dạng định hướng, và chúng ta ngồi ở phía trước loa chúng ta sẽ hưởng được trọn vẹn cái chất âm của cặp loa. Và quay về phía sau chúng ta sẽ quan sát một vài cái thông số kỹ thuật. Khác biệt một chút nữa so với phiên bản trước là dưới dạng xoáy xoáy, đúng không? Và đây là dạng bấm. Cái bấm này thì có một cái ưu điểm là nó đôn nốt nó rất là nhanh, ấn xuống, đưa dây vào và nhả tay ra là xong, một âm một dương. Thì cái này nó cũng thiết kế làm vừa là để tiết kiệm cái diện tích như này, nó không bị tốn cái khoảng không cho cái rác lưu trích như bình thường, đúng không? Và như này chúng ta có thể để gần loa và tường hơn. Ở đằng sau là lỗ thông hơi rồi. Ở lỗ thông hơi thì nó chỉ cần khoảng tầm 2-3 cm hoặc 5 cm là nó có thể là thoát hơi được rồi các bác nhé. Và cái tính trầm nó cũng đi ra từ lỗ thông hơi, cho nên là âm thanh nó sẽ đều cả trước cả sau nữa. Và đặc biệt là cái giá rất là yêu thương, chỉ có 9 triệu một đôi thôi, là vừa hát vừa nghe được. Và cái phiên bản này được nhà sản xuất cải tiến, không chỉ đơn thuần là chỉ có hát karaoke đâu, mà nghe cái tiếng nhạc nó cũng rất là sáng. Và tất nhiên những dòng loa full thì thông thường là một số anh em sẽ phải ghép thêm loa siêu trầm nữa để nó tăng cái tính hiệu quả. Thì cái loa full này nó sẽ chỉ có lời ca tiếng hát thôi, là nhân vật chính của bộ dàn karaoke. Nhưng mà để mà cho nó ra hiệu quả nhất thì chúng ta thường thường ghép với những chiếc loa siêu trầm. Ở đây là phiên bản trầm F1200 phiên bản mới. Phiên bản mới ngày hôm nay có thiết kế màu sắc cũng giống như cả là loa, và khác một chút ở cái phần e-căng. Ngày xưa thì e-căng nó sẽ là e-căng hình vuông phủ kín từ bên ngoài, nhưng mà bây giờ thì nhà sản xuất đã đưa e-căng giới hạn hình tròn như này rồi, nó cách điệu đi một tí và nó làm cho cái loa nó thêm phần nổi bật hơn. Và cái phần màu sắc khi mà tháo cái căng lụa này ra chúng ta sẽ thấy được là có cái tiếng bass 30 ở đây, gân cao su, và nó rất là dày, rất chắc chắn, và đánh tiếng bass đánh gọn gàng, sâu, lực. Và bên ngoài thì trang trí bằng một cái kiềng vàng như này, và các cái chân đinh này thì đã là thiết kế dạng chân đinh ngược, thì nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng mà khi mà chân đinh gắn trực tiếp trên e-căng nó rất dễ bị gãy. Thì cái này nó sẽ không còn hiện tượng gãy nữa, và đặc biệt nó bằng thép không rỉ nó, nên là nó sẽ không có hiện tượng là gãy như là ngày xưa. Con trầm này nó trầm điện, bass 30, công suất của nó từ 500 tới maximum là 1000 watt, và hầu hết những không gian gia đình thì đều sử dụng cái trầm này là được, là phù hợp. Còn một số anh em mà thích cái sự mạnh mẽ, uy lực hơn, hoặc không gian rộng mở hơn thì chúng ta chơi trầm bass 40 các bạn nhé. Và đây phiên bản này thì cũng rất là hợp lý, hợp phí, chỉ có 3,5 triệu thôi. Phiên bản này thì có cả quạt gió đằng sau làm mát, rồi có thể căn chỉnh được trực tiếp ngay to nhỏ của tiếng trầm ngay trên loa siêu trầm, cắt giảm tần số tiếng bass sâu mềm hay tiếng bass chắc gọn tùy theo từng bản nhạc, tùy theo sở thích chúng ta, và nó rất là linh hoạt. Vì hầu hết trong gia đình thì chúng ta sẽ lựa chọn trầm điện thì nó sẽ tiết kiệm chi phí này, dễ sử dụng này, dễ đấu nối này, đó, và đảm bảo âm thanh rất là hay. Và khi mà ghép đồng bộ cùng với lại loa full thì nó sẽ giúp cho cái loa full hoạt động tốt hơn, bớt gánh nặng cho loa full đi. Và khi một con loa trầm thì chúng ta giảm bớt bass của cái này đi, đúng không? Và phân chia nhiệm vụ cho loa full chỉ để thể hiện về các tiếng hát, bộ gõ, những cái nhạc cụ thôi. Còn loa siêu trầm rất thể hiện cái tiếng trầm huỳnh. Ở đây là lý do vì tại sao hầu hết những bộ dàn trong gia đình đều anh em đều thích sử dụng loa siêu trầm như vậy. Đã thế thôi, chia nhiệm vụ ra. Rồi, và trung tâm điều khiển của cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay đó chính là một chiếc đẩy nền vang X24. Đấy là phiên bản nâng cấp của năm 2024 đây. Đây là phiên bản được nâng cấp về công suất nó mạnh hơn để có thể đánh được những loa công suất lớn như này, thì có thể ghép thêm loa trợ lời hay loa siêu chép hỗ trợ thêm để tùy theo mỗi người. Nhưng mà cái này thì vẫn kế thừa những tinh hoa của phiên bản trước, thì nó khỏe như một cục đẩy 2 kênh, mỗi kênh maximum đến 1000W. Giải tần hoạt động thì nó đáp tuyến tần số từ 20Hz cho tới 20kHz nên nó đánh được rất nhiều các loại loa. Em có thể đánh là gân vải tầm dầu, chép kèn, gân mút, chép giấy, là nhiều đường tiếng, nó nằm nó đứng nó cây, chơi được hết các loại. Nhưng mà cái hay ở chỗ là khi mà chúng ta chơi đồng bộ thì nó sẽ thể hiện được ra hết chất âm của cái cặp loa. Một cái loa tốt rồi nhưng mà với một cái cục đẩy mà nó không tốt chẳng hạn thì nó thể hiện âm thanh vẫn chưa tốt, đúng không? Thì lý do vì sao mà em chọn là cái thiết bị đồng bộ như vậy. Cái này nó là thiết bị quan trọng gần như là thứ hai trong bộ dàn âm thanh sau loa, cái tầm quan trọng của nó. Và cái chất âm hay hay không, mượt mà hay không, hát có ngọt ngào hay không, có chống hú tốt hay không, rồi cái phần nhạc có sạch sẽ, tinh tế, chi tiết hay không là do cái con âm ly hay là do cục đẩy nó điều khiển, đúng không? Nó gửi cái tín hiệu gì, sạch sẽ hay không thì loa thể hiện cái tín hiệu đó. Đó cho nên là cái tầm quan trọng của cái cục đẩy cũng không kém phần quan trọng trong bộ dàn âm thanh ngày hôm nay. Và đây phiên bản mới nhất, công nghệ mới thì nó được tích hợp gộp lại, thay vì anh em mua đẩy rời, vang rời, nâng tiếng, nén tiếng, đọc xì giải mã một thiết bị chồng như này thì nó rất là cồng kềnh, là tốn điện, tốn nhiều dây rắc hơn và khó sử dụng, khó căn chỉnh, đúng không? Nó không cồng kềnh nữa, nó không còn hiện tượng sôi nền, ù xì, méo tiếng hay là dễ hú rít ngày xưa. Bây giờ là thiết bị công nghệ hiện đại rồi thì bên trong nó được tích hợp luôn cả vang số. Thì vang số là cái vang mà có thể nói là cho cái chất âm về lời ca tiếng hát là hay nhất. Nó có tiếng echo riêng, có tiếng reverb riêng, rồi hoặc có cái chế độ có thể trộn cả hai là một thì cho cái giọng hát nó chuyên nghiệp, nó sành điệu. Và em sẽ cài sẵn ở trong này rất nhiều chế độ hát rồi để cho người không biết hát thì cái giọng hát nó sẽ nịnh giọng hơn, nó dẻo tiếng hơn và nó dễ hát hơn. Và khi mà chúng ta cầm mic lên hát thì nó rất là tự tin, nó trợ duyên trợ lực cho chúng ta ở người cho dành cho người không biết hát. Với chế độ nữa em cài dành cho người hát chuyên nghiệp thì lúc đấy trong ngắn này chỗ lại và tăng reverb lên thì làm cho giọng hát nó sang, nó xịn, nó mượt đấy, dành cho người biết hát. Rồi có chế độ nghe nhạc bolero, rồi chế độ nghe nhạc mạnh, tất cả mọi thứ đã được cài sẵn trong này rồi. Có điều khiển từ xa, chúng ta ngồi một chỗ là chúng ta chỉnh tất cả mọi thứ, không phải chạy đi chạy lại chỉnh nữa. Ngồi một chỗ là sử dụng được cả một hệ thống này. Và đầy đủ các cổng kết nối, ví dụ như chúng ta kết nối lên TV chẳng hạn thì qua cổng quang rồi, và cổng quang, cổng optical là cổng tín hiệu nhạc số, là tín hiệu sạch sẽ chi tiết mà nó không có can nhiễu bởi những cái tín hiệu bằng điện tử. Và đặc biệt là qua giải mã DAC của cái được tích hợp luôn trong cái cục đẩy này thì tiếng nhạc nó sẽ sạch sẽ chi tiết và nó không còn cả tạp âm nữa, bớt đi rất nhiều cái hiện tượng sôi nhiễu. Và ở đây thì có đầy đủ cổng kết nối cho điện thoại, máy tính bảng qua Bluetooth không dây. Đó, ngồi một chỗ chúng ta có thể chọn bài trên điện thoại, không cần phải TV nữa. Rồi có đầu đọc USB để chúng ta có thể cắm các cái thẻ nhớ, ví dụ trong những bài hát mà chúng ta yêu thích và chúng ta cắm vào đây phát nhạc từ thẻ nhớ luôn mà cũng không cần phải TV hay các thiết bị bên ngoài. Đấy, cái khả năng đa năng kết nối là như vậy. Khi mà chúng ta sử dụng thiết bị nó gọn, nó gộp lại như này thì cái phần dây rắc thì nó rất đơn giản thôi, chỉ có 2 dây loa, 1 dây loa trầm, 1 dây lên mic không dây là xong thôi. Còn nó cắm điện thì chúng ta có thể cắm điện cho một cái cục đẩy này thôi. Và lần sau thì mic này có thể lấy tín hiệu từ cái bộ chia nguồn của cái cục đẩy nền vang này luôn, tức là chỉ có 1 dây nguồn nhưng mà dùng cho cả mic không dây và cục đẩy luôn. Đấy, cái phần dây rắc kết nối rất đơn giản như vậy. Và bên trên cùng không thể thiếu được để hát karaoke hay ấy, chúng ta cần một bộ mic không dây tốt, ví dụ loa mà tốt rồi, đúng không? Đẩy tốt rồi, trầm tốt rồi, nhưng mà có một cái bộ mic kém chất lượng chẳng hạn thì nó hát nó vẫn chưa đủ đã, chưa đủ phê. Cái lời ca tiếng hát mà nó lại bị tối, nó bị chìm, nó không bị thanh thoát mà hát nó không được nhẹ tiếng thì nó rất là khó chịu, đúng không? Thì chúng ta cầm một bộ mic thật là tốt vào. Ở đây là một trong cầm mic khá là tốt 321 mà bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Em đánh giá tiếng mic rất là dày, ấm, hát nhẹ, hút mic, hát nó không bị mệt, không bị tốn hơi của chúng ta. Chúng ta không phải gân cổ lên để hát nữa. Và phiên bản này có cảm biến, đặt xuống không hát nữa nó sẽ tự ngắt, cầm lên nó sẽ lại tự bật. Và cái phiên bản này thì sử dụng tay bằng hợp kim nhôm, nó rất là nó vừa tay, nó không quá nhẹ nhưng mà nó cũng không quá nặng, cầm lâu nó không bị mỏi tay. Cái đấy là cái điều rất đặc biệt. Đầu mic thì bọc thép rồi, là chống va đập, chống được han rỉ, đúng không? Và đêm phủ sơn tĩnh điện bên ngoài. Tay mic thì không bám vân tay. Bộ như này là chỉ có 27.500.000 thôi, một mức giá rất là yêu thương. Với bộ dàn như này thì nó không quá là đắt mà cái giá trị mà chúng ta nhận được lại thì rất là nhiều so với những bộ dàn mà trên thị trường hiện tại đang có. Và bộ dàn này thì sẽ bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 năm, đặc biệt là trong vòng 1 năm ấy mà lỗ của nhà sản xuất, lỗi của chef, lỗi của bác chúng em sẽ đổi luôn cho các bác linh kiện hàng xịn chính hãng luôn. Và cái thời gian bảo hành thì chúng em sẽ còn đồng hành đến cùng đến khi nào mà chúng ta còn sử dụng sản phẩm này, sẽ hỗ trợ chúng ta chọn đời cần như vậy. Và khi mà chúng ta sử dụng thì hoàn toàn yên tâm. Và địa chỉ của chúng em tại 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và chúng em sẽ có những cái chuyến xe, nếu mà các bác và anh em đặt hàng trước thì chúng em sẽ chỉ có tính tiền thiết bị này thôi, thì không có phát sinh thêm dây rắc, tiền dây rắc hay tiền công lắp đặt thì chi phí đi lại nữa. Chúng em sẽ hỗ trợ các bác nếu chúng ta đặt hàng trước. Và ngay sau đây mời các bác cùng nghe thử, trải nghiệm thử cái chất âm của bộ dàn này các bác nhé. và rất nhiều các thể loại DJ remix rồi hát karaoke. Xin mời. Tôi hết rồi, người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường đi lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra sầu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời đưa chiếm bao tên những ước mơ. Lệ tuôn gối nhỏ, đêm dài rừng rừng nhớ cuộc đời.